Chương không lời tựa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nghĩ, muốn, minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ, muốn, thật sự Sống sao? Danh hiệu là 0517 Luân Hồi Giả Đứng ở vô hạn trong không gian Nhìn trước mắt quan cầu Nhớ lại ban đầu lựa chọn Nhớ ngươi mùi A à, cho nên nói Tiện tay thật không phải là một cái thói quen tốt A à. 0517 với ra mình đã rõ ràng dị hóa mọc ra miếng vẫy hai tay. Cái này đã không thể thành là tay đi, còn có đôi mắt này, cổ thân thể này. Trong mắt của hắn lộ ra khiếp người ánh sáng màu vàng, thân hình cao hơn người thường, nơi khớp xương đã khác với nhân loại bình thường. Không năm một bảy, thân thể ngươi bởi vì quá đáng độ sử dụng long tộc huyết thống bạo huyết kỹ thuật, long tộc gian đã chiếm thượng phong, thật sự nếu không tiến hành cấp độ gian chữa trị, dự trù ngươi đem tại trong mười xảy ra đột biến gen, đại khái tỷ lệ sắp thành là Deadpool. Không năm một bảy kéo lấy tàn phá thân thể, chật vật không chịu nổi mà ngồi ở trên đất, đù cợt mà nhìn xem chủ thần quan cầu. Sau đó thì sao? Lại thanh toán người kia thiên giới gian tiền chữa bệnh. Đương nhiên, làm là bồi thường, lần này chữa trị nhất định có thể để cho ta cái này bảy cha long tộc huyết thống ưu hóa một ít, có thể đều nhờ được mấy lần bạo huyết đối với, đúng, đi cái này loại không sung mãn tiền ngươi sẽ thành mạnh hơn sao sáu lộ ta đã sớm được đủ, ta lựa chọn hối đoái cái kia, rời đi cái không gian này cơ hội. Như vậy, ngươi thật quyết định sao? Buông tha hiện tại đã cường hóa vô số lần thân thể, đi làm một người bình thường, sau đó tại mấy chục năm sau kết thúc cái này nhỏ yếu mà ngắn ngủi sinh mệnh. Không năm một bảy lăm vào trong trầm mặt, vô số thế giới xuyên qua lữ trình, một cái lại một cái đồng bạn ngược tại trước mắt mình, đếm không hết hy sinh cùng phản bội thời gian đủ để thay đổi hết thảy trước đây không lâu một cái mít đai hắn từ trong mộng thức tỉnh nhìn xem trong gương cặp kia lạnh lùng chết lặng con mắt ta rốt cuộc biến thành ta làm khinh bỉ lại sợ hãi loại người như vậy đã từng chính mình là như thế nào đây đại khái là cái nhiệt huyết trung nhị ngu ngốc đi không buồn không lo mà một cái a trạch âm xoa dương sai trong đi tới nơi này cái vô hạn không gian tên cái gì đã sớm quên vô hạn trong không gian nói cho người khác biết chính mình thật tên nắm giữ ác ma ma pháp gia hỏa sẽ có một trăm loại phương pháp bảo ngươi sống chết không thể chỉ có không năm một bảy cái này danh hiệu kèm theo lấy chính mình nhiệm vụ khen thưởng cũng tốt cùng người khác giao dịch cũng tốt mấy con số này dần dần thành hắn cái thứ hai tên vô hạn không gian nhưng thật ra là cái thú vị tồn tại nó có thể đem thời gian cái này thời không lôi kéo xuyên qua không gian và thời gian lộ trình trong có người không quên ban đầu tâm cố thủ trong lòng mình đạo đức cùng lương tri cho nên bọn họ chết có người cẩu thả sống qua ngày ông lấy hôm nay có rượu hôm nay say tâm tính phung phí lấy còn dư lại không nhiều người sống cho nên bọn họ chết có người tức có thể tùy cơ ứng biến lại không hề ngừng trở nên mạnh mẽ chúa tể chính mình vận mệnh quyết tâm nhưng là vận khí không được cho nên bọn họ cũng chết chỉ có ta sống sót không năm một bảy tự giễu cười nhưng cái này còn có thể tính thật sống sao vứt bỏ chính mình qua hướng mất đi chính mình bản tâm một vị theo đuổi lực lượng chỉ có một thuần mà là sống cho nên nói a à, chủ thần ta đại khái đã tìm được sinh mệnh ý nghĩa vị trí tốt đi ngươi đã đã làm ra lựa chọn như vậy ngươi đem tại mười giây sau linh hồn xuyên qua đến một cái ngẫu nhiên thế giới vĩnh biệt chủ thần ngươi cái này máu lạnh khốn nạn có câu mờ mờ thờ ta nghĩ nói với người rất lâu vĩnh biệt có lẽ đi theo lấy chủ thần ý vị thăm trường lời nói không năm một bảy ý thức dần dần ngủ mê man đương không năm một bảy ý thức khôi phục lúc nhất thời cảm nhận được cái này cụ xa là thân thể truyền tới sắp chết cảm giác suy yếu hắn cố gắng nghĩ muốn mở mắt ra lại phát hiện mình mắt trái tựa hồ không có phải nửa người không chút nào cảm giác cách đó không xa truyền tới thiếu nữ khóc thúc thích cùng trận trận buồn đất phiên động tiếng vang. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.